Một người đàn ông giao hàng tại Trung Quốc đã dũng cảm nhảy xuống sông cứu một phụ nữ bị đuối nước. Người hùng trong sự việc sau đó đã phải nhập viện điều trị do bị rạn xương trong quá trình tiếp nước. Sự việc xảy ra vào ngày 13 tháng 6 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Người đàn ông tên Bành Khánh Lâm, 31 tuổi, lái chiếc xe điện của mình đi giao hàng như thường ngày. Tuy nhiên khi đi qua sông Tiền Đường, anh đã phát hiện một người phụ nữ đang vùng vẫy dưới sông. Ngay khi nghe tiếng kêu cứu, anh Bành đã quyết định trèo qua lan can cầu cao 12 mét, nhảy xuống nước để giúp đỡ nạn nhân. Lực lượng cảnh sát và đội cứu hộ cũng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ giải cứu người phụ nữ trong khoảng 10 phút. Sau khi sự việc xảy ra, anh Bành đã bị rạn xương. Tuy nhiên do sợ bị phạt vì giao hàng chậm trễ, người đàn ông này đã cố gắng hoàn thiện việc giao hàng trên nền tảng trực tuyến. Anh Bành cho biết, thời điểm vài giây trước khi lặn xuống nước, anh đã có thể ngoi lên mặt nước nhưng cảm thấy khó thở. Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nền tảng trực tuyến nơi anh làm việc cũng không truy cứu trách nhiệm về thời gian giao hàng chậm trễ của anh Bành. Anh Bành sau đó đã nhận được hàng loạt giải thưởng, sự công nhận của công ty giao đồ ăn cũng như chính quyền địa phương. Tổng số tiền trao tặng anh Bành nhận được là 50.000 nhân dân tệ, tương đương 165 triệu đồng và cơ hội vào đại học miễn phí. Theo chính quyền địa phương, người phụ nữ 29 tuổi được cứu sống, hiện đã ở trong tình trạng sức khỏe tốt. Cô gái cũng bày tỏ lòng biết ơn với ân nhân của mình. Đoạn video về chiến công cứu người của anh Bành sau khi được chia sẻ rộng rãi đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng Trung Quốc.